Chào tất cả các bạn, mình là Nhật Minh và hôm nay chúng ta cùng làm quyển vở bài tập 8, bài 49, dãy số liệu thống kê. Bài 1 tên 1, trong một trận đấu bóng rổ dành cho học sinh khối lớp 4, các bạn Hùng, Dũng, Huy và Hoàng lần lượt ghi được số điểm là 13, 7, 8, 21 và đây cũng là những bạn ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu đó. Hãy dựa vào số liệu trên, hãy viết số thích hợp vào chỗ trống. Câu 3. Số điểm lớn nhất đã ghi được trong trận đấu đó là 21 điểm nha các bạn. Tiếp theo có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 10 điểm? Có 2 bạn ghi được nhiều hơn 10 điểm nha các bạn. Bài 2 hình dưới đây cho biết số câu đố mà mỗi bạn đã giải được trong chương trình giải ngố. Và chúng ta hãy viết dãy số liệu chỉ số câu đố mà mỗi bạn đã giải được theo thứ tự. Câu A là từ bé đến lớn, chúng ta sẽ có là 19, 27, 28 và 31. Ngược lại là từ lớn đến bé thì chúng ta sẽ có là 31, 28, 27 và 19 nha các bạn. Bài 3, robot ghi chép số con cá theo từng loài trong một bể cá thành một dãy số liệu như sau: 5, 2, 6, 4, 3, 7, 4, 4. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Câu A, dãy số liệu trên gồm bao nhiêu số? Thì ở đây sẽ gồm, dãy số liệu trên sẽ gồm 8 số nha các bạn. Câu B, loài có số lượng nhiều nhất có bao nhiêu con, loại có số lượng ít nhất có bao nhiêu con. Loài cá có số lượng nhiều nhất là 7 con nha các bạn. Và loài cá có số lượng ít nhất là 2 con. Có loài cá nào chỉ có một con duy nhất hay không? Vì sao? Không có loài cá nào chỉ có một con duy nhất vì trong dãy số thống kê không có số 1 nha các bạn. Bài 4 điền nào hoặc sờ cho dãy số liệu về tổng số bánh đơn vị cái mà cửa hàng đã bán được trong một tuần từ thứ hai đến chủ nhật như sau. Chúng ta có là 90, 87, 85, 79, 75, 72, 70. Câu A, dãy số liệu trên gồm 8 số. Thì đây là một đáp án sai nha các bạn. Tiếp theo, câu B, cửa hàng bán được nhiều bánh nhất vào ngày đầu tiên trong tuần. Đây là một đáp án đúng nha các bạn. Số bánh cửa hàng bán được trong mỗi ngày là tăng dần, tức là ngày hôm sau luôn bán được số bánh nhiều hơn ngày hôm trước. Đây là một đáp án sai nha các bạn. Vì số bánh mà cửa hàng bán được trong mỗi ngày giảm dần nha. Bài 1 tiết 2 cho dãy số liệu về số kilogram giấy loại mà ban tổ chức kế hoạch nhỏ nhân được sau 5 ngày đầu phát động là 35kg, 40kg, 42kg, 56kg và 61kg. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Câu A, số lượng giấy loại mà ban tổ chức nhận được ít nhất vào ngày nào? Số lượng giấy loại mà ban tổ chức nhận được ít nhất vào ngày đầu tiên nha các bạn. Tiếp theo, số lượng giấy loại mà ban tổ chức nhận được trong mỗi ngày là tăng hay giảm sau mỗi ngày? Số lượng giấy loại ban tổ chức nhận được trong mỗi ngày là tăng dần sau mỗi ngày nha các bạn. Tiếp theo, câu C, sau 5 ngày phát động ban tổ chức nhận được tất cả bao nhiêu kilogram giấy loại? Sau 5 ngày ban tổ chức nhận được tất cả số giấy là, chúng ta lấy 35 cộng 40 cộng 42 cộng 56 và cộng 61 bằng 234 kilogram giấy. Tiếp theo, bài 2, các bạn trong tổ của Nam vừa thực hành làm diều để tặng các em lớp 1 một số con diều.
số con diều mà mỗi bạn trong tổ đã làm được ghi lại thành một dãy số liệu như sau: 8, 3, 2, 7, 5, 5, 5, 5, 6, 4. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Câu A, tổ của Nam có bao nhiêu bạn tham gia làm diều? Tổ của Nam có 10 bạn tham gia làm diều nha các bạn. Câu B, trung bình mỗi bạn làm được mấy con diều? Thì chúng ta sẽ tìm trung bình mỗi bạn làm được số diều là, chúng ta lấy mở ngoặc 8 cộng 3 cộng 2 cộng 7 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 cộng 6 cộng 4 chia cho 10 và bằng 5 con diều nha các bạn. Bài 3, câu A, hãy thực hiện một cuộc khảo sát về số giờ tự học trong một ngày của các bạn trong nhóm em và ghi lại kết quả thành dãy số liệu. Thì ở đây, sau một cuộc khảo sát về số giờ tự học trong một ngày của các bạn trong nhóm của mình, thì mình nhận được kết quả như sau. Đó là 40 phút, 70 phút, 60 phút, 70 phút, 50 phút, 60 phút, 120 phút và 100 phút nha các bạn. Câu B, dựa vào dãy số liệu vừa thu thập được, chúng ta hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Có bao nhiêu bạn tham gia cuộc khảo sát? Thì trong nhóm mình có 8 bạn tham gia cuộc khảo sát nha các bạn. Có bao nhiêu bạn dành nhiều hơn 1 giờ cho việc tự học mỗi ngày? Có 4 bạn dành nhiều hơn 1 giờ cho việc tự học mỗi ngày nha các bạn. Và lên lớp thì các bạn sẽ thực hiện một cuộc khảo sát về số giờ tự học một ngày của các bạn trong nhóm của các bạn nha các bạn. Và sẽ ghi vào đây giống như bài của mình nha. Bài 4, Mai vừa tham gia một trò chơi đổi hình bắt chữ. Sau 4 lượt chơi đầu tiên, Mai nhận được các số điểm là 14, 8, 19, 11. Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết câu trả lời cho các câu hỏi sau. Câu A, trung bình mỗi lượt chơi Mai nhận được bao nhiêu điểm? Thì chúng ta tìm trung bình mỗi lượt Mai nhận được số điểm là, lấy mở ngoặc 14 cộng 8 cộng 19 cộng 11 đóng ngoặc chia cho 4 và bằng 13 điểm nha các bạn. Tiếp theo, câu B, để nhận được số điểm bằng trung bình sau 5 lượt chơi là 15 thì Mai cần ghi được bao nhiêu điểm trong lượt chơi thứ 5? Chúng ta sẽ tìm tổng điểm 5 lượt chơi là, lấy 15 nhân 5 và bằng 75 và tìm lượt chơi thứ 5. Mai cần đạt điểm là, chúng ta sẽ lấy 75 trừ đi bằng 13 nhân 4 và bằng 23 điểm nha các bạn. Rồi, và hôm nay chúng ta đã làm xong quyển vở bài tập toán bài 49 dãy số liệu thống kê. Và xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ cho các bạn cùng xem. Và video của mình đến đây là hết. Tạm biệt các bạn.